hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý đồng hương, quý Phật tử, quý vị khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chào mừng tất cả quý vị trong chương trình lắng nghe chánh pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Hôm nay không biết là quý vị có khỏe không ? Kính thưa tất cả quý vị, tuần trước thì Hoàng Hiếu có chia sẻ một cái đề tài, đó là giàu và nghèo. Đối với lại cái nhìn của Đức Thế Tôn đó, thì giàu không hẳn rằng là do người đó có quá nhiều tài sản, có quá nhiều cái cơ sở vật chất, có quá nhiều cái điều kiện đời sống ở trong tay của họ. Mà theo cái nhìn nhận của Đức Thế Tôn, giàu hay là nghèo chính là thể hiện ở nơi cái thái độ của họ đối với lại những cái tài sản nó như thế nào, với lại những cái điều kiện vật chất ở xung quanh mình như thế nào, thể hiện với lại cái cách sống của mình đối với lại xã hội xung quanh, với lại môi trường xung quanh, những con người xung quanh nó như thế nào. Cái đó mới là cái chính yếu mà Đức Thế Tôn định nghĩa về một người thế nào là giàu, thế nào là nghèo trong cuộc sống này. Có nhiều vị mang tiếng là tiền bạc của cải nứt vách đổ tường, nhưng mà nhìn nhận cả một cái đời sống, cái người đó nó cũng chỉ ở trong cái giới hạn là luôn luôn trở thành nô lệ cho đồng tiền, trở thành một cái công cụ để mà tìm kiếm, chạy theo cái lòng tham của bản thân. Hôm trước Bằng Hiếu có ví dụ, mình nói rằng là nhà cửa, là xe cộ, là tiền bạc, là những cái tiện nghi sinh hoạt cho bản thân của chúng ta, tức là những thứ mà khiến cho bản thân của chúng ta sử dụng là phục vụ cho bản thân của mình. Ấy thế mà đôi khi mình lại trở thành nô lệ cho những cái vật, những cái tài sản mà chúng ta có. Chiếc xe là cái phương tiện để mà phục vụ cái đời sống của chúng ta, phục vụ cái vấn đề đi lại. Nhưng mà không khéo đó, thì chính chúng ta là trở thành nô lệ cho chiếc xe. Mình có được cái chiếc xe, nó cũng đủ cái khả năng để mà đưa rước rồi, nhưng mà vì cái lòng ham muốn nó vượt cái khả năng của bản thân đó, thì đôi khi mình phải cày 2-3 chốt để mà mình lấy tiền để mua được cái xe cho bằng bạn, bằng bè. Đôi khi chiếc xe của mình nó bị trầy, bị xước, chiếc xe nó không buồn, mà chính bản thân của chúng ta lại đau buồn, lại đau khổ trước tiên. Mình đi chợ, mình đi shopping, cái xe mình mới mua đó, mình cũng đi với mã của mình. Khi mà mình đi chợ xong đó, mình đi ra mình không có dòm coi thử là mã của mình có bị thế này thế kia hay không, mà trước tiên mình chạy ra mình coi thì cái xe của mình đậu đó, có ai người ta làm trầy, có ai người ta làm xước hay không, có ai người ta để lại những cái vết này vết kia trên xe của mình hay không. Chính những cái điều này đó, nó lôi cuốn, nó làm cho bản thân của chúng ta lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn. Có những người là tiền bạc đủ đầy, tưởng chừng như là đời sống của họ không còn cái gì làm mong cầu nữa,
Ấy thế mà trong cái tâm tham đó, trong cái tâm ý của những người đó, không bao nhiêu là đủ cả. Bây giờ mình có bạc triệu thì phải kiếm làm sao để có được chục triệu. Có hàng chục triệu rồi đó thì phải kiếm làm sao có được hàng trăm triệu. Và chính cái điều này nó có thôi thúc làm cho bản thân của chúng ta trở thành một con người, mình có của, mình có tiền mà mình trở thành một người nghèo hèn ở trong cuộc sống này. Bởi vì lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, bởi vì lúc nào cũng cảm thấy không đủ. Do đó, dù rằng là mình đứng trên cái đỉnh cao của xã hội, dù rằng là mình đứng ở trên cái sự vinh quang của cuộc sống này, nhiều người ngưỡng vọng mình, nhiều người rất là mong chờ có được một cái vị trí như mình, nhưng mà bản thân của mình thì lại không thấy đó là đủ đầy, không thấy đó là điều hạnh phúc. Gần đây Hoàng Hiếu có đọc được một cái mẩu chuyện, nó rất là ý nhị, thì xin chia sẻ đến đại chúng trong cái buổi ngày hôm nay. Thì có một cái con quạ đến gặp một vị thiền sư. Con quạ nó mới thưa với lại vị thiền sư rằng là nó rất là buồn với lại bản thân của nó, bởi vì đó toàn thân của nó là một màu đen thui, không có được những cái màu sắc tươi đẹp giống như là những cái loài chim khác. Do đó là nó rất là đau buồn, bởi vì ai nấy cũng không có muốn gần gũi cái màu đen của con quạ. Vị thiền sư mới trả lời rằng là đừng có đau buồn, hãy bằng lòng với lại những cái gì mà mình đang có, với lại chính những cái điều mà hãy là bản thân của mình. Thì con quạ nó mới nói rằng á, là con không cảm thấy được có cái sự hạnh phúc, con muốn có được cái sự thay đổi để mà con có được những cái điều hạnh phúc, cái sự tốt đẹp giống như là những cái loài chim khác. Thì vị thiền sư mới nói là bây giờ con muốn trở thành một cái con như thế nào. Thì con quạ nó mới nói rằng là hãy để con đi dạo một vòng để con biết được rằng á, là cái hình mẫu nào là lý tưởng nhất để cho con đi theo, để cho con ước nguyện, thì mong ngài hãy giúp con trở thành cái hình mẫu đó. Thì vị thiền sư mới bằng lòng để cho con quạ đi tìm cái hình mẫu lý tưởng của nó. Thì đầu tiên con quạ đi gặp một con thiên nga. Con quạ mới cho rằng là con thiên nga là cái con mà rất là hạnh phúc ở trong cái cuộc sống này, bởi vì con thiên nga có một cái màu trắng trinh nguyên rất là đẹp, ai nấy khi mà nhìn vào đều rất là thích cái màu trắng này, cái màu trắng của con chim thiên nga. Nó cho rằng con chim thiên nga sẽ không bao giờ mà đau buồn với lại những cái gì mà con chim thiên nga đang có. Thì khi hỏi đến con chim thiên nga thì con chim thiên nga trả lời rằng ồ không, tôi không phải là cái vị mà hạnh phúc ở trong cuộc đời này, bởi vì tôi nhìn thấy rằng cái đời sống của tôi nó rất là đơn điệu. Cái đời sống của tôi nó chỉ có một màu thôi. Từ đầu cho đến cuối chỉ có một màu duy nhất, nhìn thấy nó rất là tẻ nhạt. Thế thì con quạ nó mới hỏi là theo con chim thiên nga, thế thì theo anh cái con vật nào mới là hạnh phúc ở trên thế gian này? Thì con thiên nga nó mới trả lời rằng là con chim công mới là cái con vật mà có được cái sự hạnh phúc nhất ở trên thế gian này, bởi vì con chim công nó rất là sặc sỡ, nó có rất là nhiều cái màu sắc trên cái cơ thể của nó. Rồi con quạ mới rời cái chỗ con chim thiên nga để đi tìm gặp con chim công, để hỏi con chim công có phải rằng là con chim công là hạnh phúc trên thế gian này hay không. Khi gặp
con chim công, thì con quạ cũng hỏi những cái câu hỏi như trước, thì con chim công mới trả lời rằng: ồ không, tôi còn không có phải là cái vị là người là con mà có được cái hạnh phúc nhất ở trên cái thế gian này. Bởi vì cái đời sống của tôi đó, dù rằng là có đầy đủ cái màu sắc sặc sỡ hơn những cái loài khác, nhưng mà cái đời sống của tôi lại không có được cái sự tự do bay lượn như là những cái loài chim ở trên trời. Do đó, cái cuộc sống của tôi nó chỉ có trong cái giới hạn, trong cái phạm vi rất là hạn hẹp. Thì bản thân nhận thấy rằng là một cái con chim công cũng không phải là cái con hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời này. Rồi con quạ mới hỏi: thế thì làm sao mà có được cái sự hạnh phúc nhất, có được cái sự hạnh phúc trong cuộc đời này? Con chim công mới trả lời là: khi nào mà có được cái sự tự do bay lượn ở trong cuộc sống, thế mới là cái con mà hạnh phúc nhất. Nghe đến đây, con quạ nó mới ngộ ra rằng: à thì ra tất cả mọi loài nó đều có những cái khiếm khuyết, đều có những cái hạn chế của bản thân. Nhớ lại cái lời dạy của vị thiền sư là hãy là chính mình mới là hạnh phúc nhất, thì ngay lúc ấy có con quạ nó mới trở về gặp lại cái vị thiền sư. Thì vị thiền sư mới hỏi rằng á, là bây giờ con muốn trở thành cái con nào? Thì con quạ lúc đó mới trả lời là bây giờ con không có muốn thay đổi nữa, con chỉ là muốn là con quạ thôi. Thì vị thiền sư mới hỏi là lý do vì sao vậy? Thì lúc đó vị thiền sư đã biết là con quạ đã ngộ ra được cái ý mà thiền sư muốn chỉ dạy cho con quạ. Cái câu chuyện này nó truyền tải cho chúng ta một cái thông điệp là cuộc sống này, tất cả chúng ta ở đây ai nấy cũng đều có những cái sự hạn chế, ai nấy cũng có những cái điều trở ngại, những cái chướng ngại trong cuộc sống này. Những cái điều mà bất trắc, những cái điều mà không như ý xảy ra trong cuộc sống đó là những cái việc mà khó ai có thể tránh khỏi được. Nhưng mà cái người hạnh phúc đó, là cái thái độ của họ đối với lại những cái điều đó nó như thế nào. Đối với là những cái người mà bình thường, những người chưa biết học đạo, chưa biết tu đạo đó, thì khi những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái bất trắc xảy ra, thì thường là chúng ta mang cái tâm lý phản kháng, thường chúng ta mang cái tâm lý là trốn khổ tìm vui. Khi mà chúng ta học đạo, khi mà chúng ta biết đạo rồi đó, thì chúng ta mang cái tâm lý chấp nhận. Cái hoàn cảnh nó xảy ra giống nhau, nhưng mà hai cái tâm lý mình đón nhận nó khác nhau, do đó có hạnh phúc và có đau khổ. Thế nên với cái nhìn của Đức Thế Tôn, giàu hay là nghèo nó không có quan trọng nằm ở trên cái bao nhiêu tài sản mà chúng ta có, mà nó nằm ở trên cái phương diện cái tâm thức của chúng ta đối với cái tài sản đó như thế nào, cái cách thức mà chúng ta sử dụng những cái tài sản đó như thế nào, cái cách thức mà chúng ta dùng những cái tài sản đó, chúng ta đối xử với lại những người xung quanh nó như thế nào. Cũng như là ở trong thế gian người ta hay nói, quan trọng là không phải chúng ta có bao nhiêu tiền, mà quan trọng hơn hết là chúng ta sử dụng đồng tiền đó như thế nào. Giàu hay nghèo nó thể hiện ở nơi bản thân chúng ta sử dụng, ứng xử với lại những cái tài sản, những cái điều, những cái người, những cái môi trường xung quanh đối với chúng ta như thế nào. Có những người giàu nhưng mà không hề sang, có những người nghèo nhưng mà không hề khổ. Bên cạnh đó cũng có những người giàu nhưng mà là một kẻ rất là hèn, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn,
lúc nào cũng cảm thấy đói khát, lúc nào cũng cảm thấy là muốn lấy những cái thứ mà không thuộc về mình để đem những cái tài sản đó về cho bản thân của mình. Cũng có những cái người mà dù rằng cái đời sống, điều kiện sinh hoạt nó hạn chế thôi, nhưng mà tâm lúc nào cũng nghĩ đến người khác, lúc nào cũng mong muốn là được giúp đỡ, được chia sẻ. Thế thì cái định nghĩa của Đức Phật nó khác với lại cái định nghĩa của thế gian. Ngày hôm nay trong cái chương trình lắng nghe chánh pháp kỳ này, Hoàng Hiếu xin chia sẻ đến đại chúng là cái chủ đề sáng tối. Mình nghe cái chủ đề này đó thì mình nghĩ rằng sáng và tối là hai cái mặt trái ngược ở trong cuộc sống này. Nhưng mà cái nhìn nhận của Đức Thế Tôn về sáng và tối nó như thế nào thì ngày hôm nay Hoàng Hiếu xin chia sẻ đến tất cả quý vị. Ở trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm 4 ý đoạn, phẩm 26, kinh số 5, có thuộc lại một cái mẫu chuyện là một hôm vua Ba Tư Nặc đến tinh xá Kỳ Hoàng để đảnh lễ thăm viếng Đức Phật. Khi mà vua đến thăm thì Đức Phật mới dạy cho vua Ba Tư Nặc ở trong cuộc đời này có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất đó là trước tối sau sáng. Hạng người thứ hai là trước sáng sau tối. Hạng người thứ ba là trước tối sau tối. Và hạng người cuối cùng là trước sáng sau sáng. Đức Phật dạy cái hạng người thứ nhất trước tối sau sáng là như thế nào? Là một người sinh ra trong một cái gia đình ti tiện, tức là một cái gia đình ở trong cái xã hội Ấn Độ ngày xưa là trong cái gia đình mà thuộc giai cấp thấp, cái gia đình mà lúc nào cũng phải làm lụng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới có được cái miếng cơm manh áo, mới có được những cái điều kiện đời sống cơ bản trong cuộc sống. Ngoài ra còn không được tham gia những cái lễ nghi, những cái hoạt động của những cái giai cấp trên. Tức là cái người này sinh ra trong cái gia đình khó khăn, nghèo khó, nhưng mà cái người này lại có được cái ba điều. Đó là thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ lời thiện. Khi mà thân làm được việc thiện, miệng nói được lời thiện, ý nghĩ về lời thiện, điều thiện, thì cái người này chắc chắn trong tương lai sẽ sanh về cái cảnh giới an lành. Và chắc chắn rằng với những cái tâm ý đó, cái người này sẽ có được cái đời sống hạnh phúc ngay trong cái giây phút này. Thế nên Đức Phật dạy rằng cái hạng người này là trước tối mà sau sáng. Đức Phật ví dụ là những cái người mà điều kiện rất là khó khăn, nhưng mà khi gặp những cái người sinh năng, cái người này sẵn sàng giúp đỡ những cái người khó khăn đó, giúp đỡ những cái người mà khó khăn hơn mình. Rồi nếu như mà bản thân không có được cái khả năng mà giúp đỡ người khác, cho những cái người ăn xin, thì cái người này lại đi nhờ những cái người mà khá giả hơn mình để giúp đỡ cái người nghèo khó hơn mình. Ví dụ như là khi gặp những cái thiên tai, những cái động đất, những cái bão lũ ở trong cuộc sống này, mình gặp những cái người khó khăn hơn mình, thì cái vị này lại biết bỏ tiền ra để mà giúp đỡ. Bản thân của cái người này không có cái khả năng đó thì sẽ đi cậy nhờ với là những cái người khác để người ta giúp đỡ. Rồi Đức Phật dạy đến khi mà mình nói được, mình nhờ được những người khác giúp đỡ, mình thấy những cái người khác mà giúp đỡ cho người
khó khăn hơn, bản thân mình không có làm được gì cho họ đó, cái lòng của mình vui theo, tức là ý nghĩ thiện. Thì Đức Phật dạy rằng cái hạng người này là cái người mà trước tối sau sáng. Chúng ta sẽ thấy ở trong cuộc sống này có rất là nhiều cái người mà thuộc cái hạng người mà Đức Phật mới vừa nói, tức là cái điều kiện gia đình khó khăn, cái điều kiện của gia đình chỉ là cơ bản với là cuộc sống thôi, đôi khi là không có đủ được cái miếng cơm manh áo, nhưng mà cái tâm của họ, cái lòng của họ luôn luôn là hướng thiện và hướng thượng, luôn luôn làm theo thiện pháp, là thân, miệng và ý là luôn luôn nói theo cái pháp thiện, luôn luôn nghĩ thiện. Chính cái người này là cái hạng người mà Đức Phật dạy rằng là trước tối và sau sáng. Cái hạng thứ hai Đức Phật dạy là trước sáng và sau tối, tức là cái hạng người này ngược lại là sinh ra trong cái gia đình quyền uy, sinh ra trong cái gia đình mà của tiền là nghĩ rằng phải sử dụng, phải xài chắc là ba bốn thế hệ mới có thể, nếu như mà không làm lụng tiếp tục á thì chỉ cần xài ba bốn thế hệ cũng không hết được cái gia sản đó. Nhưng mà cái người này lại phát khởi những cái tà kiến là không tin là có nhân có quả, không tin thiện pháp, không tin có vấn đề tu tập, không tin có nhân quả luân hồi, không tin có nghiệp báo. Do đó những cái người này không kính trọng những cái người đáng kính, không giúp đỡ những cái người cần được giúp đỡ, không bao dung, không lượng thứ cho những cái người khác. Vì cái lòng tham của bản thân mà luôn luôn mong cầu là sẽ làm cho cái gia sản của mình ngày càng lớn hơn, thì Đức Phật dạy cái hạng người này là cái người mà trước sáng sau tối. Bởi vì với cái tâm ý đó thì chắc chắn rằng trong cái tương lai chỉ có hưởng cái phước cũ mà không có tạo dựng cái phước mới, thì trong tương lai cái đời sống của cái người này sẽ là đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy cái hạng người thứ hai là cái hạng người mà trước sáng sau tối. Cái hạng người thứ ba đó là cái hạng người Đức Phật dạy là trước tối mà sau tối, là cái người này sinh ra trong cái gia đình không có được những cái điều kiện sinh hoạt cơ bản, người ta đã sống sinh ra mà ba mẹ là nghèo khó. Có những cái người mà khi mà mình thấy những cái hoàn cảnh, những cái gia đình đó, mình thấy họ chuẩn bị có đứa con đó, mình cũng có thể lường trước được là cái tương lai của đứa con này nó không có tươi sáng, bởi vì đó cha mẹ của nó lam lũ quá, củ ăn củ mặc không có, cả một ngày từ sáng cho đến tối phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, rồi ở trong gia đình không có cái điều kiện để mà học tập, không có những cái điều kiện để mà sinh hoạt, thì mình sẽ biết được, mình cũng rất là cảm thông khi mà biết được rằng cái tương lai của cái đứa bé khi mà sinh ra trong gia đình đó là nó không có được suôn sẻ một cái đời sống dễ dàng như là những cái đứa bé khác. Thì sinh ra trong cái gia đình này mà lại đời sống đã nghèo khó, cái điều kiện đã không có giống như là những cái người khác, nhưng mà lại trong cái tâm ý đó lại không có biết làm lành lánh dữ, cả một cuộc đời cũng chỉ lao vào những cái điều mà tội lỗi, lao vào những cái pháp bất thiện. Thì Đức Phật dạy cái tương lai của cái người này là chỉ là từ trước tối mà sau cũng tối. Cái hạng người thứ tư là Đức Phật dạy là trước sáng sau sáng, là cái hạng người này sinh ra trong cái điều kiện gia đình có đầy đủ những cái phương tiện, những cái vật chất, những cái hoàn cảnh thuận lợi, mà bên cạnh đó người này lại biết tu tập, biết hướng thiện và hướng thượng, biết làm lành lánh dữ,
biết bố thí cúng dường, biết giúp đỡ những cái người khác, biết quan tâm đến những người này, luôn luôn tạo những cái phước mới. Thì Đức Phật dạy cái hạng người này là trước trước sáng và sau sáng, tức là hiện tại là có được cái đời sống an vui và hạnh phúc, tương lai sẽ có được cái đời sống bình an, có được những cái điều kiện mà thuận lợi do những cái phước mới mà gây tạo. Và chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, bốn hạng người này nó bàn bạc ở trong xã hội của chúng ta. Có những người, không biết quý vị có để ý không, là có những cái người đó điều kiện đã không có rồi, nhưng mà cái trong tâm ý của họ càng bủn xỉn, càng tật đố. Bủn xỉn là sao? Bủn xỉn tức là cả một đời người ta chưa hề bao giờ có ý nghĩ là giúp đỡ người khác, cả một đời chỉ có biết là nhận chứ chưa bao giờ biết cho. Đó là bủn xỉn. Còn tật đố là khi thấy ai đó có được cái điều hơn mình thì lại mình ghen ghét, mình đố kỵ. Thấy người ta mà có cái điều kiện hơn mình đó thì mình không có vui với lại người khác, mà mình sanh cái tâm ghen ghét, đố kỵ với họ. Thế thì những cái người này, Đức Phật dạy rằng cả với những cái tâm ý đó đó thì không thể nào mà có thể khá hơn được, là thuộc vào cái hạng người trước tối sau sẽ tối. Chúng ta nhớ rằng ở trong những cái hoàn cảnh nghèo, chúng ta vẫn có thể thực hành được, chúng ta vẫn có thể làm được những cái thiện pháp ở trong cuộc đời này, chứ không phải đợi chi mà đến những cái lúc mà chúng ta giàu có chúng ta mới có thể làm được những cái điều này. Bạn Hiếu nhớ có một cái mẩu chuyện mà nó rất là ý nghĩa. Thì cái lúc mà ông Bill Gates, ông còn là một cái vị mà giàu nhất ở trên thế giới này, tính về cái giá trị tài sản của ông đó, thì có một người mới đến thưa họ với lại ông Bill Gates rằng là có phải ông là cái vị mà giàu nhất ở trong thế giới này hay không. Thì lúc đó Bill Gates ông mới trả lời rằng là mọi người nhìn nhận như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó thì tôi không phải là cái người mà giàu nhất ở trong thế giới bây giờ. Ông mới kể lại một cái mẩu chuyện của cả chính cá nhân của ông, rằng là một hôm ông đi công việc và ông stop tại cái sân bay ở tại New York. Ở trong cái lúc mà đợi cái chuyến bay kế tiếp thì có một cái người thanh niên bán báo đi ngang qua. Ông Bill Gates ông muốn là mua cái tờ báo đó để mà đọc trong cái lúc mà chờ cái chuyến bay kế tiếp, nhưng mà ông không có cái tiền lẻ để mà đưa cho người bán báo. Cái người bán báo giàu đó thì đâu có giống như là những cái store để mà có thể charge được cái credit card, cái debit card, cho nên rằng á, là người ta chỉ có nhận cash only, những cái tiền lẻ mà thôi. Thì ông Bill Gates ở trong túi của ông lại không có đó, cho nên ông rất là chần chừ. Thì cái vị thanh niên mời mua báo thì ông Bill Gates ông mới trả lời thật lòng là bây giờ tôi không có cái tiền lẻ. Do đó cái anh thanh niên ảnh lại tặng cho ông Bill Gates một cái tờ. Mà ngay cái giây phút đó đó thì ông Bill Gates ông là chưa phải là cái vị mà có cái tài sản lớn nhất ở trong thế giới. Thì khoảng 3-4 tháng sau ông lại cũng có công việc rồi, ông cũng trở lại ngay chỗ cái phi trường tại New York. Thì ông cũng gặp lại một cái vị thanh niên đó, thì nhưng mà trong túi ông cũng là không có tiền để mà mua cái tờ báo của cái người bán báo dạo, không có tiền lẻ. Rồi cái người bán báo dạo đó lại cũng một lần nữa là cho ông Bill Gates cái tờ báo mà không có lấy tiền. Đến khi mà ông Bill Gates ông trở thành một cái vị mà tỷ phú với cái tài sản lớn nhất
ở trên thế giới, thì ông nhớ lại cái vị mà trước đây đã từng giúp mình, cho mình hai cái tờ báo mà không lấy tiền. Thì với những cái mối quan hệ của ông, với cái khả năng của ông, thì ông muốn tìm lại cái người đó để ông báo ơn. Thì trong vòng khoảng 1 tháng rưỡi thì ông đã tìm lại được cái người thanh niên ngày xưa đã giúp cho ông là có được hai cái tờ báo trong cái lúc mà chờ chuyến bay kế tiếp. Thì khi mà gặp là cái người thanh niên, ông Bill Gates mới hỏi rằng là cậu có nhận ra ta hay không, có nhận ra tôi hay không. Thì cậu thanh niên mới trả lời rằng là tôi nhận ra chứ, và tôi còn nhớ rằng á là tôi đã tặng ông hai cái tờ báo free trong cái lúc mà ông đợi cái chuyến bay kế tiếp. Thì ông Bill Gates mới trả lời rằng là bây giờ cậu muốn ta đền ơn như thế nào. Thì cậu thanh niên mới trả lời, ông có nghĩ rằng bây giờ ông làm gì đối với tôi đó nó cũng không có tương xứng với lại những cái gì mà tôi đã giúp cho ông. Và ngay lúc đó ông Bill Gates ông mới nhận ra rằng là người bán báo giàu hơn ông là bởi vì không có phải chờ đợi đến khi mà anh ta trở nên giàu sang, cho đến khi mà anh ta trở thành một cái người triệu phú, một cái người mà giàu có, anh mới giúp đỡ người khác. Mà ngay trong cái giây phút là một cái người bán báo dạo, cái điều kiện kinh tế của cái đời sống nó không có dư dả, nhưng mà rất là sẵn lòng để mà cho đi một cái tờ báo như vậy. Bạn Hiếu nghĩ rằng đôi khi cái tờ báo đó cũng là 1/10, 1/5 cái tiền mà anh kiếm được ở trong ngày. Vậy mà anh trong cái khoảnh khắc đó anh lại dám cho đi 2 lần vì cái nghĩ rằng à, giúp cho cái người khác. Bây giờ ông Bill Gates ông làm như thế nào đi chăng nữa đó, ông cho nhiều đi thế nào đi chăng nữa thì cũng không bằng 1/5, 1/10 cái tổng tài sản của ông. Cho nên cái cậu thanh niên mới nói cái câu như thế. Thì ông Bill Gates ông mới trả lời cái vị phóng viên là theo cái ý nghĩ của ông không phải là cái người giàu nhất, mà cái anh thanh niên đó là cái người giàu hơn anh, giàu hơn ông Bill Gates. Chúng ta thấy được rằng một cái mẩu chuyện nó rất là sâu sắc. Chúng ta cứ ngỡ rằng đến khi mà chúng ta có được cái tài sản, đến khi chúng ta giàu sang, đến khi chúng ta phú quý thì chúng ta mới có cái điều kiện để mà giúp đỡ người này người kia. Nhưng mà không ngờ rằng ở trong những cái cuộc sống bình thường, cái lúc mà chúng ta nghèo khó, chúng ta vẫn có thể bố thí, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ người khác được. Cái quan trọng hơn hết là bản thân của chúng ta có nhận ra là mình muốn làm những cái điều phước thiện hay không. Hoàng Hiếu cho rằng cái lúc mà chúng ta nghèo khó, lúc mà trong những cái hoàn cảnh đói nghèo, những cái lúc mà xui rủi, nó là những cái giây phút cơ hội để cho chúng ta có thể sống thiện được. Bởi vì đó, khi mà mình khó khăn, khi mà mình vất vả, mình sẽ dễ đồng cảm với lại những cái khó khăn, những vất vả của những người khác. Lúc ấy mình không có tiền của để mà mình cho họ, mình giúp đỡ những cái người khó khăn hơn mình, thì Đức Phật dạy giống như cái lời Đức Phật dạy khi nãy trong cái bài kinh Hoằng Nghiêm chia sẻ đến đại chúng, là chúng ta vẫn có thể dùng những cái lời nói, mình có thể nói một cái lời dễ nghe, mình có thể nhìn một cái ánh nhìn từ bi, mình có thể có những cái cử chỉ ân cần để mình nâng đỡ, mình giúp đỡ những cái người khác khó khăn hơn, mình giúp đỡ những cái người mà đang gặp những cái trái ngang trong cuộc sống này. Một cái cử chỉ ân cần, một cái lời nói dễ nghe, một cái ánh nhìn từ bi, một cái nụ cười thân thiện, đâu cần khi mà chúng ta có tiền có bạc chúng ta mới có thể thực hiện được những cái điều này.
Đâu phải đợi đến khi mà chúng ta giàu sang, chúng ta mới có thể làm được những cái việc như thế này. Chính những cái giây phút mà mình cơ hàn, chính những cái giây phút mà mình đói khát, mình cũng có thể thực hiện được những cái điều này. Nói một cái lời dễ nghe, mình nói những cái lời lịch sự, mình có những cái cử chỉ ân cần, văn hóa, đầy đủ những cái thiện cảm ở trong cái hành sự của mình. Đâu cần phải là một cái người mà học cao, đâu cần phải là một cái người có tiền có của mới làm được. Ngay cái giây phút mà mình cơ hàng đó, ngay cái giây phút mà mình không có cái gì hết đó, mình cũng có thể làm được những cái điều này. Nhưng mà thông thường là chúng ta ít có khi nào mà chúng ta làm được khi mà mình không có những cái điều kiện ở xung quanh. Hoàng Hiếu có nhớ một lần là có đi về một cái miền quê để mà từ thiện, giúp đỡ cho những cái mảnh đời khó khăn. Mình tập trung cả đoàn để đi đến đó cho quà những cái người nghèo. Mỗi người như vậy đó là 10 kg gạo, rồi những cái nhu yếu phẩm khác. Nhưng mà mình muốn cho người ta gieo trồng cái chút phước thiện đối với là cái đời sống tương lai. Mình nói họ, mỗi người bây giờ nên tự nguyện trích ra mỗi người một lon gạo thôi để mà cúng dường lại cho chùa, để quý vị gieo trồng cái phước trong tương lai. Nhưng mà ở trong cái số những cái người mà nhận gạo trong cái buổi từ thiện hôm đó, không có được bao nhiêu người mà dám mở lòng ra để mà cho lại, cúng dường lại cho chùa một cái lon gạo. Không phải là chùa cần cái số gạo đó, cái đoàn từ thiện có khả năng để mà cúng dường cái gạo cho chùa, nhưng mà muốn tạo cái cơ hội là bây giờ cái gạo này là đã thuộc về những cái người mà ta có những cái hoàn cảnh khó khăn, muốn tạo cái điều kiện, cái thuận duyên để cho họ có thể gieo trồng một cái chút ít cái phước báo trong tương lai, đó là cúng lại một cái lon gạo cho chùa. Nhưng mà có rất ít người có thể làm được cái điều này. Thế thì chúng ta phải, Hoàng Hiếu nghĩ rằng chúng ta nên nhìn nhận lại là cái tâm ý thiện, cái ánh sáng mà của tâm thức chúng ta có hay không, hay là ngay giây phút đó cái đời sống của chúng ta đã tăm tối và cái tâm thức của chúng ta cũng tăm tối theo. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta có những cái điều kiện giàu sang, chúng ta có đủ những cái điều kiện mà sinh hoạt khác, cũng là cái cơ hội mà thuận tiện để giúp cho chúng ta có thể sống lành và sống thiện. Thường khi mà chúng ta nghèo khó thì chúng ta dễ đồng cảm với lại những cái người mà có những cái hoàn cảnh khó khăn. Rồi khi mà chúng ta giàu sang đó thì chúng ta lại quên đi những cái hoàn cảnh đó, rồi chúng ta lại xem thường, chúng ta lại không còn cái sự đồng cảm với lại những cái hoàn cảnh mà trước đây chúng ta đã trải qua. Đôi khi mình lại có những cái tâm ý là đáng đời cho những cái mảnh đời mà bất hạnh trong cuộc sống này. Thế thì giàu sang hay là nghèo khó, mình cũng đầy đủ cái điều kiện, có cái cơ hội để mà mình sống thiện được cả. Quan trọng là trong cái tâm thức của chúng ta có được cái ánh sáng để mà rọi soi hay không. Ở trong cuộc sống này, không phải quý vị nghĩ rằng là chỉ khi nào chúng ta, bản thân của mình làm được cái việc đó thì chúng ta mới là tạo thành, tạo thiện hay là tạo lành. Mình cứ nghĩ rằng là chỉ khi nào mình đem tiền của mình, đích thân bàn tay của mình cho những cái người khác thì mới là điều lành và điều thiện. Cũng giống như là chính bản thân của mình gây hại cho người khác mới là cái điều ác. Nhưng mà ở trong cái nhìn nhận của Đức Phật đó, cái điều này nó rất là vi tế. Có những cái điều mà không cần mình đích thân mình làm mà nó vẫn là một cái điều bất thiện. Quảng Hiếu ví dụ, không cần phải là mình mang bom, mang súng, mình đi xả súng, mình đi chiến tranh,
mình đi gieo rắc những cái nỗi đau khổ của người khác, đó mới là bất thiện. Cái đó là cái điều mà dễ dàng nhận thấy rồi. Nhưng mà trong cái tâm ý của mình đó, mà mình mang cái tâm ý bất thiện đó, thì mình khi mà mình nghe một cái tin là ở nơi nào đó người ta đang khủng bố, mình nghe một cái tin là ở nơi nào đó đang chiến tranh, cái trong tâm ý của mình khởi lên cái niềm vui thích, thì ngay nơi cái tâm ý đó thôi, dù rằng là mình không làm, dù rằng mình không có trực tiếp tham gia, nhưng mà cái hành động đó cũng chính là cái hành động bất thiện. Cũng giống như vậy, không phải là đợi khi mà quý vị trực tiếp, quý vị mang tiền, mang bạc, quý vị giúp đỡ người này người kia, mà ngay trong khi mà quý vị thấy được những cái người khác, người ta ra sức, người ta giúp đỡ những cái mảnh đời khó khăn trong cuộc sống này, thì trong tâm ý của mình, dù rằng mình không có làm được những cái hành động đó, nhưng mà trong lòng của mình cũng vui theo, cũng mừng theo những cái việc làm của những cái người khác người ta làm, thì chúng ta ngay cái giây phút đó cũng đang gieo trồng cái thiện nghiệp. Cái việc mà chúng ta có được cái hạnh phúc hay là chúng ta đang đón nhận cái khổ đau, bạn hiểu nghĩ rằng cái chính yếu là chính nơi cái nhận thức, chính nơi cái tâm ý của chúng ta. Cách đây mấy ngày thì xảy ra một việc rất là đau lòng. Đó là có một cái anh thanh niên ở tại Texas đã vào một cái trường tiểu học để mà xả súng vào trong cái trường học, làm cho 19 em học sinh và hai cái vị cô giáo đã mất mạng. Rồi chính cái người này trước khi mà đi vào trường học đó lại bắn cái bà ngoại của mình trọng thương. Thì quý vị thấy là một anh thanh niên 18, 19 tuổi vẫn có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, vẫn đầy đủ ánh sáng nhìn nhận cái cuộc đời này. Nhưng mà cái đời sống của cái người đó là cả một cái màu xám xịt, cả một cái tương lai u tối. Dù rằng bây giờ là anh đã bị bắn chết, nhưng mà Văn Hiếu nghĩ rằng với cái chết của ảnh ở trong cái hiện kiếp này, nó không đủ để trả cho những cái sự mất mạng, cho những cái điều mà tổn thất của 19 em học sinh, cũng như là gây đau khổ cho biết bao nhiêu là gia đình. Cho nên khi mà nhìn nói tới đây để chúng ta thấy được rằng cái quan niệm về địa ngục ở trong thế gian này, theo cái lời của Đức Phật dạy, không có gì là khó hiểu cả. Mình giết một mạng người thì mình cũng ở trong cái luật pháp của thế gian này thì mình cũng là trả một cái mạng người mà thôi. Nhưng mà mình giết tới mười mấy mạng người, mấy chục mạng người, thì với cái luật pháp của thế gian này thì cũng chỉ là tử hình mà thôi, chứ ngoài ra không còn một cái biện pháp nào mà cao hơn nữa. Thế thì nếu như mà không có địa ngục, không có những cái cảnh khổ đau, thì làm sao mà tương xứng lại với lại những cái đau khổ, những cái huề lụy mà cái người này đã gây tạo cho những cái người khác với cái số lượng lớn như thế. Do đó, trong cuộc sống này, mình sống sáng hay là tối, mình đang hướng đến cái điều sáng hay điều tối, là do nó chính cái trong cái tâm ý của chúng ta có nhận ra được là cái đời sống của chúng ta đang hướng về cái ánh nào. Dù rằng mắt của chúng ta đang sáng, nhưng mà nếu như chúng ta không biết làm thiện pháp thì chúng ta cũng đang đi về cái con đường tối tăm trong tương lai. Còn nếu như bây giờ cái điều kiện của chúng ta không có được đủ đầy giống như là những người khác, nhưng mà trong tâm ý của chúng ta lúc nào cũng biết hành thiện, lúc nào chúng ta cũng biết nói lời thiện, lúc nào trong ý của chúng ta cũng nghĩ thiện, thì chính cái đời sống của chúng ta đang hướng về ánh sáng. Thì ngày hôm nay trong cái đề tài sáng và tối, Hoàng Hiếp xin chia sẻ đến đại chúng
trong chương trình lắng nghe chánh pháp như thế. Cầu nguyện cho tất cả quý vị được sức khỏe, bình an. Hoàng Hiếu xin kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Hoàng Hiếu chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.